Tôm hùm. Đây con tôm hùm lột nha mọi người. Này lấy cái kéo cắt đồ. Chạy chạy lên trước lấy cái kéo coi. Tao chạy lên phía trước lấy cái kéo coi. Con tôm này mới vừa lột nè. Giờ con tôm này vậy chị nhưng ăn thì rất là ngon. Con tôm này đó quý anh chị xem cái con tôm này mới vừa ngợp thất thì luôn, nó đang trong quá trình lột vỏ mà nó đuối sức á, nó đột không nổi á thì nó bị ngợp này, thì được Hiếu hải sản vớt ra nè, giờ bảo quản lạnh luôn. Đây nhiều con tôm rất là ngon, nhiều con tôm rất là ngon, tôm rất là ngon, thịt cũng còn ngon. Rồi chào mấy người, đây là con tôm hùm lột này. Con tôm này hùm mới vừa lột, nó thay vỏ. Trong quá trình thay vỏ thì cái con tôm này nó ngợp này, rồi mình lấy đem luộc đi. Nó chuẩn bị nó thay vỏ. Tôm lột ha, tôm lột ăn rất là ngon nha mọi người. Đây. Cắt con này đó. Giờ hấp dẫn cả nhà. Đó. Giờ mới xóa thịt tôm mà mọi người. Trắng phao luôn. Tâm ăn tâm. Ăn thử dài. Nóng quá. Nóng quá. Ăn đi. Nóng. Nóng đâu nóng, thổi ngay ngửi rồi. Ôi, cắt cái đầu này. Đầu tôm nè. Ồ. Oh. Ồ, oh, đôi gạch nè. Đầu gạch tôm. Quá chừng. Con kia nữa. Number one juicy. Con là người được kiến thức đầu tiên. Ngon mê đi. Đó. Gạch quá trời luôn. Gạch tôm quá trời mọi người. Cho tâm cái đầu. Dọn bớt cái chén. Dọn bớt cái chén dơ nè. Giờ xử thôi mọi người. Rồi. Ok, xử thôi. Hút nó. Rồi, con tôm, thịt tôm này. Cái quay phim là việc ức chế nhất nè, quay phim vụ ăn uống á. Con nào cho ăn hay con tâm? Rủ em nữa. Là nói em phim ăn thôi. Ngon lắm mọi người. Của con kìa. Con ăn cái mình. Ồ. Ngon. Đây tôm hộp nhiều.
tôm ngập nhiều. Biết sao? Hàng ngập nhiều chết chết luôn á. Thật quá mà. Tôm ngọt lột đâu ra ăn. Lột anh mới ăn. Mình thấy là lựa lâu lâu mà nó có mấy con rồi nghĩ ăn nó ngon. Ăn riết không ngán. Phi xuống con tắm. Cái dạ. Phi xuống. Lâm xuống. Nó mát hơn xuống. Ê, con đừng mang đi lên. Dơ. Con ăn ấy. Con ngọc ra cũng ăn nè. Rồi xuống ăn cho con. Chịu ra. Đây con. Em giữ con ơi. Ăn nó cho đi không? Ở đây, đút cho nè. Đi qua. Giờ cho cái mình. Rồi cho con nhé. Muốn tàu á. Mẹ bỏ cái này ra đi. Tao mấy cái này mình xèo tôm lột ăn luôn con. Hiếm lắm mới có tôm này. Mày cắn thử miếng ở trên đầu đi. Cho con kẹp cũng được. Cắm nó con bỏ cái đầu. Ngon Tâm. Ngon chẳng rồi. Sức Tâm ăn mấy con? Nửa con. Hợp ít hơn. Con có 3 bún lạng mà. Ăn nửa con hả? Còn cái 3 lạng. Ăn 1 con 2. Một cái đầu. Sức con này dắt 5 con. Sức đứa hở phải gần 10 con. Con không cấp cứu luôn. Chú Hòa là cấp cứu. Ồ, gặp con đã. Quay quay. Quay lên ta mới thèm. Mới order tôm nhé. Cái này béo mà. Dạ, ăn đi. Hai tầng bổ sung bổ cho em. Ừ. Đủ bổ sung. Ăn nguyên chân luôn mọi người. Chân mềm lắm. Nhai nguyên chân luôn, không bỏ luôn. Đồ ăn để bên này nè em ơi. Kêu. Ăn nguyên chân rồi không? Nhỏ. Mềm, chân mềm. Cái chén thịt với canh cá canh gà. Cái đó là ưu ái lắm mới được được để phần nha. Mà nước nữa. Rồi, cái đầu nè, phần đầu nè. Và tôm rất là đầu tiên ông tôm lột rất là mềm. Có thể nhai luôn nguyên cái đầu này. Nguyên cái râu này ăn lựa chừa lại mấy cái gai này. Rồi xuống con. Ăn miếng thịt này nữa nha. Ăn miếng thịt này nữa nha. Tao gọi cho miếng thịt. Trong này con thịt nữa. Trắng nè. Trắng hết rồi con. Rồi. Dạ đi con. Con ăn hết miếng này đi. Ăn cái này nè. Con nó không xiêu. Ừ. Nó đâu ăn nữa. Nó đủ rồi. Ôi chào mọi người nha. Ba tôm nguyên cả nhà. Ừ. 5 người ăn. Đã. Đuôi nữa ta. Được ta. Được. Ờ, đúng. Thế rồi.